đây là thương hiệu xe tải chuyên phục vụ quân đội Mỹ Nhật Hàn đầu những năm thế chiến thứ hai, là thương hiệu UD Nissan. Thì sau này dòng Nissan này được bán cho Volvo và được đổi tên thành UD Just bây giờ. Thì động cơ và hộp số của dòng UD này là kết hợp với công nghệ của Volvo, nó rất là tiên tiến, nó sẽ giúp cho động cơ khỏe hơn, bền bỉ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thì hệ thống phuộc của phuộc trước nè và phần gãy phuộc sau vậy là đều là của Thái Lan hết. Và các anh em để xem nè, cái cục ABS của nó nè, zoom ra đó, thì là một của thương hiệu Đức, một thương hiệu của Đức. À, các anh chị xem cái ống xả này, này là của thương hiệu Ba Lan nha, Poland nè, Made in Poland nè, nhìn rất là xịn đấy. Và sau khi mà cái khí thải của nó xả ra, nó sẽ được qua bình UD ở đây, nó sẽ xử lý qua bình này đó, qua bình này nó sẽ được xử lý ở trong cái bình này, và bình cái dung dịch UD sẽ được phun vô để xử lý cái khí thải ở trong cái bình này thôi. Thì sau này cái vấn đề mà bảo hành bảo dưỡng của cái loại này nó cũng sẽ rất là rẻ hơn so với cái loại đời cũ. Là đời cũ là nó sẽ đóng cặn ở trong này, và khi mà anh chị là phải gỡ ra vệ sinh rất là cực. Còn này không cần. Chassis của UD rất là cứng cáp nè. Chassis trang bị cho chúng ta là chassis hai lớp. Chất liệu của nó là thép Nippon rèn nguội. Đó, và có những các lỗ giống như Hino. Điểm đặc biệt á, thì trên chassis này là của Nhật nè, thì nó sẽ có chữ GB nhập nè, chỗ cái số khung của chassis á, GB nè. Thì ở trên cái trên này chúng ta sẽ có được đóng số khung của nó, được đóng trực tiếp vào chassis luôn. Mình sẽ cho các anh em xem. Đây. À, cameraman đây. Cameraman zoom ra để cho các khách hàng thấy. Đó, chữ GB thấy không? Xuất xứ. Chassis nhập của Nhật đàng hoàng. Nhíp của dòng UD này á, đằng sau được trang bị 11 lá và đằng trước được trang bị 6 lá. Thì mỗi lá chassis của nó rất là dày. Đó, anh chị xem rất là dày. Đó, và sẽ được đỡ bằng gối đỡ chassis bằng cao su. Thì xe nó sẽ êm ái hơn và sau này sẽ thay thế dễ hơn. Và ở đây thì nó sẽ trang bị thêm cho anh em là phanh hơi lóc kê 2 tầng. Đó, và một cái búp sen ở đằng sau nữa. Rồi tiếp tới anh chị xem cái trục cách đăng nè. Cái đăng này là của Thái Lan làm, của do UD làm luôn nè. Đó, anh chị xem cái số đầu số khung là 258 là đặt riêng, là hàng đặt riêng do bởi UD sản xuất. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới các bình hơi, các toàn bộ bình hơi này đó, và cả bình dầu và cả hệ thống phun UD á, của nó đều là của Thái Lan làm hết. Chỗ này á, là cái phần mà để ắc quy là ở bên trong này. Thì trên cái nắp của cái bình ắc quy này thì họ cũng làm rất là chắc chắn này. Họ làm thêm cả những cái vết nhám để chúng ta có thể leo lên, và leo bằng cách rất là đơn giản. Các bạn có thể đạp trên này để leo lên một cách rất là dễ dàng. Đó. Thì điểm đặc biệt của thằng không tất cả các dòng xe khác á, thì đa số là cái bình ắc quy này nó không có leo lên được, nhưng mà riêng UD là sản xuất cứng chắc chắn để cho chúng ta leo lên. Phần đèn của UD là trang bị đèn của Hella Đức và bóng halogen. Thì bóng này là xài hầu như là vĩnh cửu rồi, thì anh em biết rồi. Còn các loại đèn LED hiện tại thì nó sẽ xài được khoảng tầm 5.000 tới 10.000 giờ thôi là nó sẽ hư. Thì đây là mẫu cầu LED ba chân của thương hiệu UD Just. Thì hiện tại mẫu này có loại thùng là 9m1 và 9m5, có thể đóng được tất cả các loại thùng mui bạc, thùng kính bảo ôn hay là thùng chuyên dụng. Cầu LED này thì chỉ có 280 mã lực, và một phiên bản khác là cầu thật tới 350 mã lực. Nó sẽ có hai cầu, thì loại hai cầu thì quý anh chị có thể đóng thùng 9m1 hoặc là ngắn hơn 8m6 chẳng hạn, và có thể đóng tất cả các loại thùng chuyên dụng khác. Thì giá em sẽ để ở phần comment cho quý anh chị xem ạ.